Tôi gửi qua cửa sổ chat. Trong cái file tôi gửi cho bạn ấy, có mấy cái nội dung về bài ngày hôm nay và cái buổi hôm tới, những cái phần đo. Các bạn có thể xem chưa luôn một thể. Trước tiên là chúng ta sẽ trao đổi nội dung về object và một cái thuật ngữ gọi là higher order function. Chúng ta sẽ vào nội dung lý thuyết tiếp theo của buổi ngày hôm nay, tiếp nối cái phần hôm trước. Bài học hôm trước chúng ta đã làm quen với cái phần về array, loop và function. Tuy nhiên chưa hết nhé, phần function chúng ta chưa kết thúc. Chúng ta sẽ tiếp tục và tìm hiểu nó ở trong cái buổi ngày hôm nay. Thì trước hết tôi sẽ gửi lại cho bạn tương tự một số những cái đoạn code minh họa để tí nữa chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình chúng ta chạy. Bạn chú ý cửa sổ chat để chúng ta tải dữ liệu xuống. Và ở cái phần bài học trước, chúng ta cũng đang có một số cái phần bài tập ở cuối bài để mà yêu cầu bạn về nhà làm. Chúng ta sẽ kiểm tra, tôi sẽ kiểm tra và chữa, cũng như chữa nhé, phần này ở trong cái buổi thực hành. Rồi, đi vào cái nội dung của buổi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi kiến thức về phần đối tượng và phần function. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trong cái thư mục mà tôi gửi cho các bạn ấy, cũng đã có một số những cái nội dung về phần đo. Các bạn cũng có thể chủ động mà xem trước. Trong cái thư mục tôi gửi cho các bạn, chết chúng ta sẽ quan tâm về cái nội dung đối tượng, object. Vậy thì liên quan tới cái nội dung này, các bạn lưu ý, chúng ta đang làm quen với việc định nghĩa một kiểu dữ liệu object và một số cái đặc điểm của nó chúng ta cần lưu ý. Nhưng phần này ấy, mặc dù dính dáng tới cái từ đối tượng, nhưng chúng ta cũng chưa đào sâu về cái phần lập trình của đối tượng. Bạn còn nhớ ở cái phần lịch sử của JavaScript hôm trước tôi có nhắc, cái phiên bản JavaScript thời kỳ đầu ấy, nó có cái tính đối tượng và nó dựa trên đối tượng thôi, chưa nói gì đến lập trình của đối tượng nhé. Trước khi ta làm cái phần này, tương tự chúng ta có tách ra nó là một hàng. Liên quan đến cái phần này, trước tiên ở cái nội dung đầu chúng ta cũng phải nhắc lại một chút. Buổi đầu tiên về JavaScript, chúng ta đã làm quen với cái phần phạm vi khai báo biến, tức là scope. À. Và hiểu cái keyword đơn giản đó, còn các bạn có thể tự Google dịch hoặc là tự dịch. Trước hết thì nhắc về đối tượng, các bạn đã học về lập trình hướng đối tượng ở một số môn học trước rồi. Tôi hỏi một số bạn nghe, mời bạn Phạm Văn Hân. Vâng ạ. Nhắc tới đối tượng là bạn nghĩ tới cái gì? Lớp ạ, à, cấu trúc ạ, à, structure ạ. Lớp. Thuộc đấy là nói về mặt kỹ thuật, bây giờ nói về thế giới thực thì đối tượng, nhắc tới đối tượng là nhắc tới cái gì? Đối tượng là như kiểu là sinh viên, cái này,
sinh viên hay là trường lớp. Tức là nó sẽ là một cái thực thể trong thế giới thực. Thực thể, đúng không? Thực thể. Thì nhắc tới một cái thực thể trong thế giới thực thì bạn thì có thuộc tính những cái thuộc tính. Thuộc tính tiếng Anh gọi là gì? Thuộc tính là private. Thuộc tính mà lại là private à? Gì? Tính. Chúng ta có hai cái từ liên quan đến cái từ thuộc tính là property và attribute. Nhưng mà trong ngữ cảnh này chúng ta dùng cái từ property, các bạn suy nghĩ vì sao nhé. Có một câu hỏi là sự khác nhau giữa attribute và property. Vậy liên quan đi kèm với thuộc tính còn có cái gì nữa bên cạnh thuộc tính? Bên cạnh thuộc tính là có các cái gì? Em không hiểu rõ nữa. Ok, cảm ơn bạn ít dài cũng nhận nhớ tới đây. Tại đó là một, các bạn sẽ thấy vẫn là một cái nội dung rất căn bản nhưng mà các bạn không nắm chắc. Khi nhắc tới đối tượng, cho anh nhớ tới ngay là thực thể trong thế giới thực. Wow. Chúng ta có hai thành phần là thuộc tính, property, tức là đặc điểm của đối tượng, và phương thức. Phương thức thực ra là hàm thôi. Nhưng mà hàm là chúng ta nói về mặt khía cạnh kỹ thuật. Còn phương thức là chúng ta nói tới cái hành động, những cái hành động mà đi kèm, gắn kèm với cái đối tượng đó khi mà ta nhắc đến nó. Nhắc tới sinh viên thì đương nhiên thì sinh viên thì là con người rồi. Mà đã là con người thì chúng ta nghĩ ngay tới những cái phương thức mà con người thường thực hiện, ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng mà bên cạnh những cái phương thức mà con người thông thường chúng ta có thì sinh viên còn có những phương thức khác, đó là học, là nghiên cứu. Vậy đó cũng là một số những cái tính chất ta cần lưu ý nhé, một số đặc điểm. Đã nói tới đối tượng ấy, khi ta đặt tên để mà định nghĩa class, nó phải là danh từ. Và khi nhắc tới thuộc tính, các bạn sẽ thấy nó là đặc điểm gắn liền với đối tượng. Ví dụ như đối tượng sinh viên thì nhắc tới sẽ là họ tên, ngày sinh, quê quán, mã sinh viên. Nó cũng phải là danh từ. Nhưng khi nhắc tới phương thức, tức là nó là hàm ấy, nó là hành động mà đối tượng thực hiện, nó phải là động từ. Nhưng mà những cái bạn như sau thì cực kỳ cẩu, ẩu thả này. Đấy. Cực kỳ ẩu nhé. Đó là cái gì? Đối tượng thì đặt tên với từ loại động từ. Thế đến phương thức lại dùng danh từ định nghĩa. Đó là những cái thể hiện cực kỳ ẩu. Các bạn cần lưu ý. Rồi bây giờ quay vào JavaScript nhé. Nhắc lại, ta thấy rằng là mọi thứ có thể là một đối tượng. Và các đối tượng thì có thuộc tính. Thuộc tính thì có giá trị. Thuộc tính thì có giá trị. Vì vậy mà một đối tượng sẽ tồn tại dưới dạng một cặp key value, tức là thuộc tính và giá trị. Đấy nhá. Tiếp theo là bạn sẽ thấy là thứ tự của key thì làm gì đây? Không đảo ngược. Tại sao thứ tự của key không đảo ngược? Xem có phải dùng cái từ này không đảo ngược hay không nhé. Bạn nào chưa hiểu thì nhớ đọc toàn bộ ý. Hoặc không có thứ tự. Vậy thì chúng ta hãy quan tâm tới một chút về câu chuyện tôi nhắc nhiều rồi nhé. Nhắc thì nhắc lại các bạn nhớ. Khi dịch, chúng ta nhớ dịch cả câu. Và các bạn cố gắng đọc hiểu cả câu trước khi mà các bạn ký cái từ này này. Các bạn nhìn cái từ này dịch ra theo cái gì nhỉ, nghĩa đen ấy, nó hay mang tính chất này đấy, nó không tính chính xác khi mà cho dịch nghĩa cả câu. Thứ hai, có một số bạn hay nhầm cái từ này này. Đó. Từ này là reserve. Một số bạn hay bị nhầm với cái cụm từ này. Một cái này, reserve. Một cái này, reverse. Các bạn chú ý nhé.
cái từ này mặc dù nó là S nhưng mà trong tiếng Anh cái âm S này này mà đứng giữa hai nguyên âm ấy nó đọc thành Z. Đấy là lý do vì sao bạn thấy bạn nào mà dịch đọc ấy, thì reserve. Thế thì đấy, hai cái từ này các bạn hay bị nhầm nên tôi đưa ra làm ví dụ. Thế thứ tự của khóa là không được bảo lưu, nghĩa là ở cái phần định nghĩa thuộc tính ấy, bạn có thể định nghĩa thuộc tính rất nhiều thuộc tính theo một cái thứ tự nào đó nhưng mà nó không quan trọng nhé, bởi vì trong đối tượng của JavaScript nó không quan tâm đến cái tính thứ tự. Vậy ở đây nói rằng để tạo ra một cái đối tượng chúng ta sử dụng hai cái dấu ngoặc nhé, ngoặc nhọn đấy. Thế này, vậy thì người ta có các cái cú pháp như sau: đối tượng có thể là một đối tượng rỗng. Một đối tượng rỗng là một đối tượng định nghĩa chỉ bằng cái cặp dấu ngoặc nhọn này thôi, nội dung bên trong của nó không có. Những cái nào đơn giản thì tôi không chạy lại nhá. Thế còn khi các bạn chạy, các bạn gọi là để ý này, trong cái file tôi gửi cho các bạn ấy, những cái nội dung mà đang nằm trong cái cặp thẻ suộc 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 JS sau đóng bằng ấy, thì chính là cái nội dung mà có thể mở ra để chạy. Đó, ta chỉ mở cái nội dung này thôi. Vậy ở đây là đang định nghĩa một đối tượng có tên là person rỗng. Thế thôi, dễ quá, tôi không chạy. Phía dưới chúng ta có cái mục là tạo ra một đối tượng mà có giá trị và người ta đưa ra minh họa là cái gì. Bây giờ thì cái đối tượng person chúng ta sẽ định nghĩa nó với các thuộc tính là first name, last name. Đó. Thì các bạn cũng lưu ý, đó, nó đều là danh từ hết. Được chưa? À, ngoài là danh từ ra chúng ta còn có cái thuộc tính này nó ở dưới dạng gì đấy? Thuộc tính này là gì đây? Theo bạn cái từ này là từ loại gì? Is merit này. Tính từ. À, tính từ, đúng không? Vậy nó có thể là danh từ, có thể là tính từ. Danh từ đây là tên, họ, tuổi, nơi sinh, các cái kỹ năng. Đây có thể dịch là nơi sinh hoặc là gì nhỉ? Nơi ở, tùy. Thì các bạn tra cái nghĩa gốc của từ này nhé. Is married, đã kết hôn chưa? Đó. Thì bạn nhìn thấy này, giá trị của các cái thuộc tính ở đây là thuộc tính, nhưng trong về mặt kỹ thuật ta có thể ở đây chỉ là key nhé. Có thể là chuỗi, số, luận lý hoặc là một đối tượng khác. Và ta xem ví dụ mở ra chạy. Rồi, đó. Mở cái đoạn này thôi nhá. Mở cái đoạn đang nằm trong cái cặp này này. Thế thì ở dưới chúng ta nhìn thấy nó là một cái đoạn code mà đang định nghĩa một cái đối tượng là rectangle, chính là hình chữ nhật. Đối tượng này có hai thuộc tính length và width, các cái thuộc tính cách nhau bởi dấu phẩy. Phía dưới ta có định nghĩa ra một cái đối tượng person. Đối tượng này có các thuộc tính là first name, last name, age, country, city. Và ta để ý này, nó có một cái thuộc tính skill, kỹ năng. Vì thuộc tính này lưu nhiều giá trị, trong trường hợp này nó có giá trị là một mảng. Thuộc tính này có giá trị là một mảng. Và thuộc tính này có cái giá thuộc đối tượng này có thuộc tính emarriage là một tính từ để mô tả trạng thái đã kết hôn hay chưa, với giá trị luận lý true. Được. Để chạy thử cái file này, chúng ta sẽ gọi nó vào bên trong cái trang web của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ chạy thử. Rồi, F12. Bản điều khiển. Đó, các bạn nhìn thấy phía bên dưới của tôi đây. Đó là hiển thị thông tin của hai object. Được chưa? Và đương nhiên nó là object nhé. Bạn nhìn thấy nó sẽ có một tập các cái phương thức ở phía dưới được xây dựng sẵn. Rồi quay trở lại cái phần tiếp theo. Vậy chúng ta nhìn thấy đó, cú pháp rất là đơn giản nhé. Đối tượng được định nghĩa bằng cái dấu ngoặc nhọn. Nó tự hiểu đây là đối tượng. Bên trong là các cái thuộc tính.
bạn để ý thuộc tính là những cái tên bạn đặt theo cái quy chuẩn mà chúng ta có. Bạn thì dùng cú pháp Kamenskey. Nếu mà một cái tên mà có nhiều từ, các từ tiếp theo viết hoa chữ cái đầu tiên, có bạn có thể sử dụng cái quy tắc như là các cái từ phân tách nhau bởi dấu dưới tùy vào cái chuẩn mà các bạn sử dụng. Còn sau này ta làm việc nhóm đương nhiên về quy ước một cái chuẩn thống nhất nhá. Thế thì khi mà chúng ta có một cái đối tượng được định nghĩa như thế này, chúng ta có thể thực hiện một số những cái hành động, một số những động tác truy vấn. Ví dụ tôi lại khóa cái đoạn này vào thì dưới nó lại mô tả lại cái đoạn này rồi, thì đó là cái cách làm nhá các bạn nhé. Cái chỗ này không dùng lại nữa, khóa vào, control sụt chéo. Phía dưới ta tiếp tục trình bày một cái nội dung về truy cập giá trị từ một đối tượng, hay là lấy giá trị từ một đối tượng nhé. Chúng ta có thể truy cập giá trị của một đối tượng sử dụng hai phương thức như sau. Một, dùng dấu chấm theo sau bởi tên của cái thuộc tính, tức là key. Hai là sử dụng dấu ngoặc vuông và kết hợp với cái cặp dấu nháy kép. Lý do vì sao có hai cách này, bây giờ chúng ta quan sát này. Rồi, nó lại là sửa phía dưới. Chúng ta định nghĩa là một cái đối tượng person, mở lại đối tượng này. Và bây giờ bạn nhìn đối tượng này có thêm một cái đặc điểm là bên cạnh các cái thuộc tính như thông thường, nó đang có một cái thuộc tính nhưng ở dưới dạng function, hay nói khác, đây chính là cái cách chúng ta định nghĩa phương thức của một đối tượng trong JavaScript. Phía bên trái vẫn là cái tên của function bạn định nghĩa. Bạn chú ý cái màu sắc của nó khác cái thằng phía trên. Thuộc tính chính thống, nó chính là cái có cái màu xanh, xanh gọi là xanh gì? Quên mất tên rồi. Như màu xanh da trời này. Thế còn phương thức đang thể hiện dưới màu vàng. Để định nghĩa một cái phương thức, bạn định nghĩa tên sau dấu hai chấm là cái cú pháp của function anonymous chúng ta đã học từ bài trước. Đây là một cái hàm không tên. Đây là một hàm không tên. Và bạn chú ý là trong cái cú pháp này, chúng ta đang gặp một cái ký tự đặc biệt nữa, chính là cái con trỏ this. Ở cái phần này, cái phương thức get full name, nó đang muốn truy cập vào cái thuộc tính first name và last name. Và bạn nhìn thấy ở đây chính là cái cú pháp dấu chấm này. Con trỏ this này chính là con trỏ tự trỏ tới chính đối tượng đang được định nghĩa. Đó, và bạn nhìn cái cách thức mà chúng ta dùng. This.firstName. Đây là truy cập bên trong một đối tượng nhé. Đấy, nó giống như cái nguyên tắc mà chúng ta đã làm quen ở các ngôn ngữ lập trình của đối tượng khác. Thế thì, ở phía dưới, cho xem cái cách thức truy cập. Phía dưới bạn thấy đang là mô tả hai cách thức. Để truy cập vào thuộc tính của một đối tượng, bạn sử dụng tên của đối tượng. Vậy đây là cái cú pháp truy cập ở bên ngoài phần định nghĩa các bạn nhé. Ở bên trong cái phần định nghĩa đối tượng, chúng ta dùng cái con trỏ this. Nhưng bên ngoài, chúng ta dùng tên biến đối tượng. Sau đó là dùng dấu chấm. Hoặc dùng dấu ngoặc vuông. Vậy lý do vì sao mà người ta sinh ra hai cái cú pháp này? Tôi hỏi nhanh xem các bạn có đoán được ra không? Mời bạn Trần Đức Trung. Cái cú pháp chấm thì quen thuộc với nhiều bạn rồi, rất là dễ hiểu rồi. Tại sao cần cú pháp hoặc vuông ở phía dưới được dùng khi nào và khác gì cái dấu chấm? Bạn nhìn vào ví dụ bạn có đoán ra được không? Học rất nhiều rồi. Sao nào? Ừ?
Thì hỏi lại câu hỏi đúng không? Anh hỏi câu đấy thì tôi không muốn hỏi lại anh nữa. Tôi thấy anh ngồi học chống cằm thì tôi biết rồi. Anh không tập trung. Mời bạn Trần Thanh Loan. Dạ thầy, em không có câu trả lời, em không biết câu trả lời. Thế giờ theo bạn nhé, nếu mà cái phần phía trên ấy, tôi lấy ví dụ như cái từ first name này này, nó tên thuộc tính. Tôi không đặt nó dưới dạng một cái tên như này, giả sử mà sau này tôi lại đặt dưới dạng như thế này. Bạn sẽ thấy nó có một cái hiện tượng là cái tên này có hai từ, có dấu cách đúng không? Được. Ừ. Thì theo bạn là dấu chấm nó còn đúng không? Dấu chấm không. Vậy cái dấu ngoặc vuông người ta sinh ra để xử lý trong cái trường, các bạn sẽ thấy là nó rất là hữu ích khi mà sau này cái thuộc tính của chúng ta mà bạn sử dụng một cái tên nó không theo chuẩn thông thường như thế này, cái tên của nó mà có thể chứa nhiều từ, chứa dấu cách, thì bạn nhìn thấy là cái cú pháp này nó sẽ hoàn toàn sử dụng được nhé. Tại vì sao? Vì cú pháp của dấu ngoặc vuông ấy, nó đặt trong cái key này này, cái tên thuộc tính này vào trong cái chuỗi mà. Đó là ý nghĩa nhé. Vì nó dễ rồi, tôi không mô tả lại nữa. Nó chạy thử ví dụ này quan sát. Dùng cách thức nào thì nó cũng truy cập như nhau. À, vậy thì bây giờ chúng ta thử xem là nếu mà tôi truy cập vào phương thức nhé, thì cái hàm này này, nó đang trả về hai cái thuộc tính là first name và last name. Vậy bây giờ tôi gọi ra cái hàm này thì các bạn sẽ xem kết quả của nó là cái gì. Rồi, nó có person chấm get full name. Đó, nó là một hàm chúng ta gọi như bình thường nhé. Đây, bạn nhìn thấy nó trả về kết quả này. Tôi sửa để các bạn quan sát cái giá trị này dễ hơn nhé. Đây, vậy tôi sửa cái chỗ này thầy. À, tất nhiên thì kết quả này nhé, hiện tại bạn nhìn thấy đang trả ra cái kết quả nó viết rất là liền. Nếu mà tôi để vào đây một cái dấu cách, các bạn thấy đây, Loan Trần Thanh. Thế thì đây là cái cú pháp mà hôm trước chúng ta thấy rằng ở cái phần xử lý về chuỗi ấy, nếu mà chúng ta dùng cái cú pháp một cái cặp dấu nháy ngược đây này, đó, mà để đây là cái cặp dấu nháy ngược nhé, thì chúng ta sẽ dùng cái cú pháp này để truy cập vào biến. Cái cú pháp mà mở đầu đó là ký tự đô la, bên trong là cái cặp ngoặc nhọn, và phía bên trong là tên biến. Còn bạn nào mà không thích dùng cú pháp này ấy, tức là chúng ta sẽ dùng cú pháp dạng như sau này, ví dụ như this chấm first name, this chấm last name. Đúng không? Hai cú pháp cho kết quả như nhau. Đấy, thì cái cú pháp ở phía dưới này là cú pháp dễ hình dung với nhiều bạn. Đơn giản là dùng cái con trỏ this gọi là tên thuộc tính. Thế nhưng mà cái lưu ý, cái cú pháp mà các bạn nhìn thấy lại có đô la vì có ngoặc nhọn là hôm trước chúng ta có làm quen nhắc nhở, giúp cho cái việc mà chúng ta không phải tách chuỗi mà diễn đạt được cái câu nó mang tính chất tự nhiên. Đấy. Tuy nhiên các bạn nhớ phải đặt nó vào trong cái dấu nháy ngược. Vậy đây chính là cái cú pháp mà chúng ta định nghĩa ra một cái đối tượng bao gồm thuộc tính và phương thức trong JavaScript và cái cách thức chúng ta gọi truy cập thuộc tính hay là phương thức. Cái chỗ này các bạn có câu hỏi gì không? Rồi, nếu không có câu hỏi gì, chúng ta đi sâu xuống cái phần giải thích phía bên dưới. Phần phía bên dưới giải thích chúng ta về việc là tạo ra cái phương thức của một đối tượng. Yeah. Creating object methods. Và đang nói rằng bây giờ thì cái đối tượng
person phía trên chúng ta đang có một cái thuộc tính là guest full name, nhưng thực ra guest full name chỉ là một cái hàm bên trong đối tượng person, và chúng ta gọi nó là phương thức đối tượng. Thì nó giải thích lại cái phần phía trên thôi. Nó giải thích lại phần phía trên. Thế thì các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta gõ cái cú pháp này ấy, chúng ta cứ gõ bình thường này. Giả sử bây giờ bạn định nghĩa một cái phương thức khác, cái tên này là guest. À, xin lỗi. Các bạn cứ gọi đặt cái tên bình thường, sau đó là dấu hai chấm. Đằng sau dấu hai chấm này là cái từ khóa function, mở đóng ngoặc. Hàm này có mở đóng ngoặc mà. Chỉ điều nó là hàm không tên. Đấy, sau đó ví dụ như hàm này. Hàm này nếu như không phải là get nhé. Giả sử bạn là hàm show đi. Đó. Hàm show thì có thể nó không phải là return, thì bạn lại ví dụ con show lock. Đó, this chấm. Hay là sử bạn định nghĩa một cái hàm này mang tính chất là set tuổi chẳng hạn, đúng không? Set thì thường thường bao giờ hàm nó phải có tham số truyền vào, đúng không? À, thì bạn sẽ thấy đối với thằng về set thì thường thường nó sẽ có cái dạng này là gì? Chấm tên thuộc tính. Lưu ý phân biệt hai biến. Một biến phía bên trái là thuộc tính của đối tượng. Thế còn cái biến phía bên phải là cái tham số. Bạn nhìn thấy nó ghi rất là rõ. Mặc dù hai cái biến này trùng nhau. Đấy, như cái phần bên phải đang được giải thích là parameter. Phần bên trái được giải thích ở đây là property. Đấy. Thì thông thường khi ta định nghĩa một đối tượng, chúng ta có các kiểu phương thức khác nhau. Phương thức mà gắn với cái từ get, đúng không? Mang mục tiêu và lấy giá trị nào đó của từ đối tượng, thì nó có cái từ return. Phương thức mà gắn với cái từ show chẳng hạn. Đó, tôi đặt biểu thị show là mang tính chất là không biết là bên trong hàm này làm cái gì, nhưng mục tiêu cuối cùng là in kết quả này. Hay là phương thức gắn với từ set để thiết lập giá trị, đúng không? Ví dụ như đây, chúng ta sửa lại cái này. Cô nào lại đăng nhập vào cái tài khoản của mình rồi. Nè, thế thì chúng ta quay trở lại cái chỗ này. Các bạn thấy bây giờ ta chạy cái ví dụ này nhé. Đầu tiên vẫn là get full name thì đang hiển thị ra Trần Thanh Loan này. Bây giờ tôi giả sử tôi thì nhỉ, tôi set đi. A person chấm set giả sử 20 20 person chấm show. Nó thử xem đấy, Trần Thanh Loan ví dụ 20 tuổi. Thì đấy là cách thức chúng ta định nghĩa một số cái loại phương thức trong đối tượng của JavaScript. Vậy tiếp theo, ở cái mục bên dưới chúng ta trao đổi về vấn đề là thiết lập một cái thuộc tính mới, tức là một cái key mới cho một cái đối tượng. À, bạn sẽ thấy là nó giải thích ở phía bên dưới một cái từ mà bạn cần nhớ nhé. Bạn nào đang học, đã học lập trình Python thì hiểu cái từ này rồi. Cái từ mutable ấy. Chúng ta có hai cái từ là mutable và tôi không nhớ rõ là un hay là immutable đấy. Thì mutable là có thể thay đổi, còn ngược lại của nó là unmutable hay immutable ấy, là bất biến. Vậy nó đang giải thích là một đối tượng là một cấu trúc dữ liệu có thể thay đổi, và chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái việc đó là ban đầu tôi định nghĩa thiếu thuộc tính, sau đó tôi hoàn toàn có thể định nghĩa thêm vào. Cho nên bạn sẽ thấy ở phía ở dưới ta có một cái ví dụ là ban đầu tôi định nghĩa cái thằng person này nhé,
là nó chưa có cái thuộc tính ví dụ như là nationality, quốc tịch ấy, sau đó tôi bổ sung thì hoàn toàn bạn có thể định nghĩa bình thường ha. Phía bên trên là tôi định nghĩa cái đối tượng person này xong rồi, tôi đang mở cái phần phía trên nha, nó trùng. Ví dụ như bạn nào không muốn báo lỗi vậy thì khóa nó vào. Thì bạn sẽ thấy ở phía trên tôi định nghĩa xong hết rồi, nhưng tôi định nghĩa có 6 thuộc tính thôi, nhưng sau đó tôi muốn định nghĩa thêm một số thuộc tính khác. Đấy, thì bạn nhìn thấy tôi định nghĩa thêm thuộc tính nationality, hay là ở phía trên tôi định nghĩa một số cái thuộc tính mà nó có giá trị rồi, nhưng sau đó là tôi thay đổi giá trị, tôi hoàn toàn có thể làm cái việc đó. Cho nên là nó gọi object là một cái cấu trúc dữ liệu mutable, khả biến, có thể thay đổi. Đấy, dịch ra là khả biến ấy, có thể thay đổi. Thậm chí bạn thấy tương tự này, lúc đầu tôi chưa định nghĩa cái phương thức person info, nhưng sau đó tôi hoàn toàn có thể định nghĩa thêm. Đó. Tôi hoàn toàn có thể định nghĩa thêm. Và cái kết quả bạn thấy nó chạy bình thường thôi, không có gì hết. Được nhận. Tiếp theo phía bên dưới. Rồi, cái phần này nội dung là như vậy. Đấy là cái cách bạn học đúng không? Mở cái file này ra chạy thử. Các bạn không mất thời gian gõ code nữa. Đương nhiên thì để hiểu sâu thì các bạn phải gõ lại nhé. Phần phía bên dưới chúng ta trình bày về các cái phương thức đối tượng. Các phương thức đối tượng thì nó giải thích là có rất nhiều phương thức khác nhau để thao tác với một đối tượng. Nó là những phương thức được dựng sẵn ấy. Sau đây nó sẽ làm quen với một số phương thức. Xem nào, có cái phương thức nào đây. Tôi có một cái đối tượng person. Bây giờ tôi muốn sao chép đối tượng này. Các bạn chú ý này. Nó khai báo một cái biến có tên là copy person. Là đối tượng mới sẽ được tạo ra để lưu trữ cái nội dung của đối tượng person. Vậy để sao chép nội dung của cái đối tượng person, bạn sẽ thấy ở đây này, chú ý này. Nó gọi ra một cái đối tượng đặc biệt. Thực ra sau này nó sẽ làm quen đây chính là cái thằng, cái lớp object. Cái lớp này sẽ cung cấp ra một cái phương thức có tên là assign. Assign. Phương thức này nó mang ý nghĩa là sao chép toàn bộ nội dung của một cái đối tượng nào đó vào một cái đối tượng mới là đối tượng rỗng. Bạn chú ý cái cú pháp ở đây. Thằng bên trái chính là một cái cặp dấu biểu thị object. Thằng bên phải chính là đối tượng đang tồn tại. Và kết quả của việc sao chép này được lưu vào trong một cái biến có tên là copy person. Vậy thực chất copy person đây chính là một đối tượng. Kết quả của chúng ta là cho có nội dung giống này. Đó, thì phần phía bên dưới là nó trình bày nhé. Trình bày các cái phương thức được dựng sẵn của cái đối tượng đặc biệt object này. Chú ý cái từ object viết hoa của chữ cái đầu tiên nhé. Rồi. Thì ở phía trên nó có nói tới là cái đối tượng object này có các phương thức là assign để copy này, key để truy cập vào các thuộc tính này, value để lấy ra giá trị này, entry. Chúng ta xem là entry nó là cái gì, bên đi xem các ví dụ phía dưới. Mở nó ra. Đó, phía dưới chúng ta có nhìn thấy này. Nếu như bạn chỉ quan tâm đến truy cập cái tên thuộc tính thôi thì bạn có cái phương thức là chấm key. Tham số truyền vào, đối số truyền vào chính là tên của đối tượng. Nó sẽ trả về một cái mảng nhá, nó trả về một cái mảng và mảng này sẽ lưu trữ toàn bộ cái thuộc tính của một đối tượng. Đây, mảng đây. Như vậy bạn thấy đấy là cái phương thức key sẽ lấy ra một cái mảng thuộc tính của đối tượng. Bạn cũng hoàn toàn có thể lấy ra một cái thuộc tính đơn. Rồi, trong trường hợp bạn muốn lấy ra
không phải là thuộc tính mà lấy ra giá trị. Thì tương tự như thằng T, thằng phương thức value nó sẽ trả về một mảng mà lưu trữ các cái giá trị từ đối tượng. Thì bạn lưu ý trong trường hợp là phương thức nhé, nó cũng lấy ra cái tên của phương thức. Nếu mà trong trường hợp là value ấy, thì bạn lưu ý này, cái chỗ này nhá. Lưu ý cái chỗ này, cái giá trị của thuộc tính thì dễ rồi, nhưng giá trị của một cái thuộc tính mà là một mảng thì nó vẫn là một mảng. Nhưng mà giá trị của một cái thuộc tính mà lại là một đối tượng thì nó là một đối tượng. Thế còn giá trị của một thuộc tính mà đang là hàm ấy, thì bạn lưu ý nó là cái phần định nghĩa hàm. Nó là cái phần định nghĩa hàm. Cho nên lưu ý những tính chất này để sau này áp dụng ở các bài tập phía sau. Rồi, thế trong trường hợp bạn không phải chỉ muốn lấy key hoặc value mà muốn lấy cả hai, chúng ta có cái phương thức entry. Phương thức entry nhé. Nó xem này. Đây. Bạn nhớ này, phương thức entry. Nhìn vào đây, ta nhìn thấy hình thù của nó là cái gì đây? Mời bạn Tú Anh. Bạn nhìn vào đây bạn biết thấy hình thù nó là cái gì đấy? Thế thì là các mảng. Vậy nó chính là mảng của mảng, mà chúng ta gọi mảng của mảng là cái gì? Em không biết. Ô tôi chết. Mảng của các mảng mà lại không biết là cái gì à? Nó là mảng nhiều chiều. Trong trường hợp ở đây nó là mảng hai chiều. Kết quả trả về nó là một mảng, nhưng các phần tử bên trong mảng này tiếp tục lại là một mảng. Ở đây nó là mảng hai chiều. Nhìn thấy không? Tiếp theo, phía bên dưới nó giải thích về việc ngoài ra nó có cái thuộc tính, có cái phương thức, xin lỗi, có phương thức có tên là has a property. Đây là cái phương thức nó dùng để kiểm tra xem là một cái thuộc tính có tên là gì đó, có tồn tại bên trong đối tượng không. Ví dụ, bạn muốn kiểm tra xem là cái đối tượng copy person này nó có cái thuộc tính có tên là name không, hay có cái thuộc tính có tên là score không. Đó, ta thấy thằng này không có thuộc tính nào tên là name cả, cũng không có thuộc tính nào tên là score cả, nên trả về là false. Vậy phương thức này có giá trị trả về là true hoặc false. Lưu ý đó, ta vừa trình bày một số các phương thức của cái class object hay của cái đối tượng cụ thể mà ta tạo ra. Rồi bây giờ để củng cố kiến thức, chúng ta vừa làm quen, chúng ta làm quen nhanh với cái bài tập này. Ta làm quen nhanh cái bài tập 1 thôi. Yeah. Bài tập 1 yêu cầu tạo ra một cái đối tượng rỗng có tên là dog. Sau đó bảo in ra đối tượng dog này trên console. Tiếp theo là gì? Thêm các cái thuộc tính, tên, số chân, màu lông, tuổi. Và cái thuộc tính này các bạn có nghĩ biết là thuộc tính gì không? Đây là hành động của con chó. Nó làm gì đấy? Nó sủa. Nó sủa. Mặc dù đây là nó nói là thuộc tính, nhưng phía sau nó đã giải thích luôn rồi. Thuộc tính này chính là phương thức. Đấy, trả về cái tiếng sủa, cái tiếng kêu. Ý tiếp theo nó bảo là hãy lấy ra tên, tóm lại là lấy ra các cái giá trị của các thuộc tính từ cái đối tượng dog này. Và cái ý cuối cùng nó bảo thiết lập một cái thuộc tính mới. Thuộc tính một thuộc tính mới có tên là bridge và get dog info. Rồi, mời các bạn làm nhanh trong 5 phút.
Rồi, bài này dễ, tôi không kiểm tra các bạn, cho tạo nhanh rồi các bạn so sánh nhé. Đầu tiên là nó bảo tạo ra một cái đối tượng rộng, được chưa? Chọn cái từ khóa nào để khai báo thì các bạn tùy nhé, ví dụ constant dog bằng. Sau ý 2 nó bảo là in ra đối tượng này, để ta thử in ra. Console.log dog. Các bạn không nhất thiết gõ chấm chấm phẩy cũng được nhé. Đây, chạy thử. Mình khóa cái đúng ở trên mà để các bạn nhìn tập trung vào cái phần phía dưới này thôi. Kết quả này. Đối tượng rỗng mà. Rồi sau đó đề bài nó bảo là thêm vào các cái tục tính. Vậy chúng ta có là cái gì đây? Dog ngũ chấm name chẳng biết đặt tên là gì, nó cứ đặt tên bừa nhé, mình cứ gọi các bạn là so sánh. Giả sử chó thì có 4 chân, vậy thì bây giờ các bạn sẽ thấy nếu mà định nghĩa này từ ban đầu thì nó dễ rồi. Bây giờ về định nghĩa cái này thì sao này? Function return có phải thế này không? Theo các bạn nếu mà không phải thế này thì chúng ta sẽ là thế này. Thử in nhé. Xem là nó đã hiển thị ra được đầy đủ các cái phần ta vừa định nghĩa trên. Đây. Các bạn sẽ thấy name, name back g, left 4, h 1, back, back. Và chú ý cái kiểu của hàm này. Nó là thuộc tính, như nó sau đó là thuộc tính dưới dạng hàm. Đây là nội dung. Thế thì sau đó nó bảo là bạn có thể test các cái phương thức được tạo ra nhé. Ví dụ như đây. Thế sau đó nó bảo là hãy lấy các cái giá trị từ cái đối tượng này. Vậy ta áp dụng cái tính chất vừa rồi ấy. Được chưa? Bạn có thể khai báo giả sử một cái last value of dog bằng object chấm value, được chưa, của dog console lắm. In ra thử xem nào. Rồi, bạn thấy nó trả về một mã không? Cái phương thức value ấy, nó trả về một mã cũng có 4 cái giá trị ứng 4 cái tục tính của cái đối tượng dog. Và cái ý cuối cùng nó bảo là thiết lập một cái thuộc tính mới. Thuộc tính này xem cái tên chuẩn xác đọc là gì nhá. Đấy là sự quên mất cái đọc này gọi xem. Breed. Breed. Giống loài ấy. Bạn nhìn thấy có rất nhiều cái từ đồng nghĩa với nó. Breed. Species cũng là cái từ hay dùng này,
kind, gender. Đó, tự nhiên các bạn có thể nhớ ra thêm những cái từ cùng loại đi với nhau, đúng không? Hay là class. Đó, thì bây giờ mình học cái này, mình tranh thủ bạn nào mà chưa biết cách đọc thì rèn cách đọc. Cho học không ngừng học, nó học được những cái từ cùng loại này. Thậm chí thêm một cái từ mới, ví dụ kể cả từ này tôi cũng chưa biết này. Genus. Ví dụ thế. Nhá. À, cuối cùng là thiết lập một tục tính mới, ví dụ như ở đây là dog chấm. Chưa chả biết là dùng cái từ gì, cái gì ví dụ từ gõ chó tây. Dog chấm. Tất nhiên tôi đang đưa vào cho có rồi nha, chứ đang toàn tiếng Anh, tự nhiên lại có cái từ tiếng Việt ở đấy, nhìn nó hơi buồn cười. Function. Get info mà. Bạn nhìn thì get info, lấy về thông tin. Đấy, ta có return nhỉ. Dùng cái cuộc để giải câu cặp với nháy sược. Ví dụ như là thông tin về con chó. Tất nhiên bạn muốn ghi rồi thì bạn gõ ví dụ như thông tin con chó này. Tên this chấm lấy ví dụ đơn giản này đó. Chấm game gọi hàng. Mình lưu ra return. À xin lỗi, xin lỗi các bạn nhé, cái này nó bảo get dog info thì quên để return. Giả sử đây mình return được, nhưng mà mình return cuối cùng để mình in ra. Thông tin về con chó. À, bạn nhìn thấy cái chỗ này nó có một vấn đề gì đây mà bây giờ tôi gọi đô la this.name mà nó không ra. Đấy, thì đây là một cái các bạn gõ nê cũng thỉnh thoảng hay nhầm này. Tôi đang mô tả cái chỗ này. Nó là cái cặp dấu ngoặc nhọn nhé. Rồi, chạy lại. Đó. Tên, back shape. Chú ý chỗ này các bạn có hay nhầm nhé. Giống như vừa tôi gõ vào này. Nó là cái dấu ngoặc nhọn. Thì đó là một số những cái phần lý thuyết về phần object. Lưu ý nhé, kiến thức cơ bản về object để sử dụng cho những cái phần phía sau. Các bạn cần nhớ kỹ. Nó chưa là động gì tới lập trình của đối tượng ở trong JavaScript đâu nhé. Rồi, phần tiếp theo. Các bạn có câu hỏi gì về phần object này không? Cái này sai tên. Nếu không có câu hỏi gì về phần object này, tôi sang phần tiếp theo, nói về cái phần là higher order function. À, chúng ta đi tiếp về phần hàm. Cái từ này mà dịch ra nghĩa đen ấy, nó khiến cho chúng ta và rất nhiều bạn khác băn khoăn. Bây giờ nó thử gõ cái cụm từ này vào trong Google Translate xem nào. Nó dịch ra thành cái từ gì nhé. Bạn nhìn thấy nó dịch buồn cười không? Thế mặc dù tôi đang dịch cả cụm từ ấy nhé. Function là hàm, nhưng mà về mặt nghĩa đen nó dịch ra là chức năng. Còn nếu mà dịch từng từ một, đấy, chúng ta thấy có hàm số thế này. Cái gì mà chức năng? Order. Order ấy. Dịch theo cái nghĩa đen của từng từ một. Chưa chạy luôn. Cái này thỉnh thoảng có cái nó không chuyển luôn. Quan trọng là
order này bạn dịch học ở trong rất nhiều cái môn học này, đấy, chưa dạ? Dịch ra là đơn hàng rồi vân vân các thứ. Tiếp theo là cái từ higher này thì là tính từ mà tính chất là cao hơn rồi. Tôi để mỗi cái từ order không nhé. Nó đang không chạy cái từ này ra, tôi đang muốn phân tích các bạn. Đấy. Cái từ này thì có nhiều cái ý nghĩa, trong đó có cả ý nghĩa về thứ tự đây này. Thứ tự. Trong cái ngữ cảnh về thương mại điện tử thì nó đơn hàng. Đấy. Trong đây là thứ tự. Các bạn dịch ra này, chứ chẳng nhẽ lại dịch ra là hàm có thứ tự cao hơn. Hàm có thứ tự cao hơn. Về mặt nào đó thì nghĩa đen thì nó cũng gần mang mắc như thế đấy. Nhưng mà không nhá. Trong cái ngữ cảnh này, cái từ nào mà khó giải nghĩa, chúng ta không nên dịch mà là xem cái cách thức diễn đạt nghĩa của nó. Nó giải thích là nó là một cái loại hàm. Nó là các cái hàm mà nhé, nhận một hàm khác như là một cái tham số trong phần định nghĩa hàm của nó. Hoặc này, vậy đây là một cái loại hàm mà dấu hiệu của nó thể hiện ở cái chỗ cái tham số của nó là một cái hàm khác, hoặc cái kết quả của nó lại là trả về một cái hàm, thì nó gọi cái thằng này là higher order function. Và nó giải thích thêm là cái hàm mà được truyền vào như là một tham số ở trong hàm khác được gọi là callback function. À, và đây là hai cái thuật ngữ chúng ta chú ý trong JavaScript ta cần lưu tâm. Một là higher order function, hai là callback function. Vậy khi đọc đến đây ấy, ngay cả cái việc giải cái nghĩa của nó về nghĩa đen ấy đã thấy khó hiểu rồi, nhưng đọc cái giải nghĩa của nó thì thấy dễ hiểu đúng không? Bạn nào mà nhìn vào đây giả sử vẫn chưa hiểu thì ta tự search cái, chỉ search tiếng Việt khi mà chúng ta bất đắc dĩ thôi. Chúng ta search là JavaScript higher order function là gì, gõ thế đó, ta thấy có rất nhiều bài rồi, các bạn tự đọc. Còn không ta chạy một ví dụ ở đây để đủ rồi. Nó đi chi tiết thêm giải thích như là một callback function ấy là một hàm mà được truyền vào như một tham số ở trong hàm khác. Rồi bây giờ chạy xem ví dụ này. Chúng ta nhìn thấy ở phía dưới này của chúng ta này, thằng này đang là một hàm bình thường, hàm này có tên là callback, nó lấy luôn cái tên là callback. Hàm này là một cái hàm đang định nghĩa bằng cái phương thức dạng là arrow function nhé. Các bạn nhớ bài trước chúng ta có cái hàm arrow function, là nó vẫn là cú pháp định nghĩa hàm thôi, nhưng định nghĩa dưới dạng arrow cái mũi tên đây này. Thế còn nếu như hàm này viết lại ấy, theo cái cách thông thường ấy, thì nó viết như sau này: a constant, a callback bằng function. Return. Đó, hai cái hàm này như nhau này, chẳng qua nó là một cái cách định nghĩa thôi các bạn ấy. Sử dụng cái cách thức này, người ta dùng cái cách thức này thì chẳng qua là sau này ra, một là viết cái code nó nhanh hơn, hai là giúp cho cái code nhìn nó đơn giản hơn. Đó. Ví dụ như với cái hàm này, tôi hoàn toàn có thể viết lại dưới dạng này. Đó. Bởi vì cái hàm này nó có mỗi một cái tham số, tôi không cần phải đặt vào trong cái ngoặc. Thứ hai thì nó chỉ có mỗi một dòng code để trả về giá trị. Trên dùng arrow function đấy, bạn hoàn toàn có thể viết được để định nghĩa một cái hàm có tên là callback với cái nội dung như thế này, rất là ngắn gọn. Để nhắc lại bài cũ. Thì thằng này là callback function này. Thì thằng phía dưới nó được gọi cái hàm có tên đang được định nghĩa là keyword ấy. Hàm này chính là cái thằng higher order function. Lý do là hàm này đang được định nghĩa và bên trong cái phần định nghĩa tham số của nó đang truyền vào một cái hàm callback. À, các bạn nhìn thấy. Tôi minh họa một chút cái chỗ này. Thằng này chính là callback function. À, bạn chú ý nhé,
nó là cái loại callback function. Còn chẳng qua trong trường này cái tên nó đang được đặt lên này. Bây giờ tôi giả sử tôi sửa cái tên này đi nhé. Tên này tôi không đặt tên là callback function nữa, tôi đặt tên là square đi. Đây là chỗ gọi hàng. Đó. Thì đây này, nhá. Cái chỗ này là tham số hình thức thôi. Bạn nào gọi đặt tên là gì cũng được. Tôi đặt tên là hàm gì đó. Để phân biệt, à, để tôi sửa đi cho bạn chú ý cái từ nó khác nhau mà. Bạn nhầm lẫn. Đấy, thì cái này, thằng square này này, nó gọi là callback function. Lý do, nó là một cái hàm đang được truyền vào cái hàm khác, là hàm Q. Như là một cái tham số. Như là một tham số. Thì cái hàm Q này này, cái hàm mà ở cái phần định nghĩa, ở cái phần gọi, có gọi tới thằng square này, thì nó gọi là higher order function. Rồi là chạy thử cái này. À, ký tự không hợp lệ. Tầm số 12. Ký tự nào nhỉ? Ở đây có cái ký tự này. Đấy, bạn nhìn thấy nó đang trả về kết quả là 27. Nguyên nhân là gì? Cái hàm gốc của chúng ta đang gọi ấy, là cái hàm Q. Đương nhiên là cái hàm này được gọi đầu tiên rồi. Thì khi hàm này gọi thì nó truyền vào hai cái tham số, một là hàm square, hai là giá trị 3. Thì bên trong nội dung của hàm này, của cái hàm Q ấy, cái hàm square này được truyền thay thế cho thằng hàm gì đó. Nó thực hiện cái việc tính giá trị bình phương. Vậy square của 3 là 9 nhân tiếp với 3 thì bằng 27. Thằng ở phía dưới. Đây, thằng này gọi là higher order function. Thế còn nhắc lại bài cũ, cái chỗ này chúng ta này, đây là tham số. Còn bây giờ thằng này là đối số. Tham số là cái thằng, cái tên hình thức chúng ta được đặt ở bên trong phần định nghĩa hàm. Đối số là cái tên thực sự chúng ta truyền vào khi gọi hàm. Đấy, nhắc lại bài cũ để các bạn nhớ. Đó, thì cái kiểu đầu tiên này này. Đó, kiểu đầu tiên này là nó thuộc dạng là nó truyền một cái hàm khác vào như một cái tham số. Bây giờ chúng ta xuống cái dạng phía dưới là cái dạng thứ hai. Dạng thứ hai là cái gì? Dạng thứ hai nó định nghĩa một cái higher order function. Nhưng bây giờ các bạn thấy này, cái đối số của nó không phải là một hàm nữa. Đối số không phải là một hàm nữa. Nhưng đối, à nhưng mà cái kết quả trả về của nó, kết quả trả về của nó các bạn nhé, thì lại là một hàm. Bạn để ý ở bên trong cái thằng higher order này, tôi viết lại theo cú pháp mà không phải là arrow function nhé. Thì thực ra thằng này đang định nghĩa. Nhiều bạn nhìn thấy cái cú pháp arrow function thì thấy nó lạ, chưa quen. Nhưng đây tôi định nghĩa. Giả sử tôi định nghĩa lại thằng này dưới dạng là higher order 2 bằng function. Đó, nó như thế này. Thì bây giờ cái tham số của nó không phải là một hàm nữa. Tham số nó một cái giá trị bình thường. Nhưng bên trong nội dung của cái hàm này, nó lại định nghĩa một cái hàm con bên trong này. Do something. Bên trong cái hàm do something này này, nó lại định nghĩa cái nội dung của nó nhé, lại là một cái hàm khác. Ở đây nó demo 3 cấp, mình chỉ demo 2 cấp là các bạn hiểu rồi. Nhưng ở đây mình đang mô tả lại cái ví dụ.
Đấy, còn bên trong cái thằng do whatever này này, đơn giản nó là một cái lệnh return. Đây. Thế nhưng mà bạn nhìn thấy này, cái nội dung của cái thằng do whatever ấy, chỉ là return một giá trị bình thường. Nhưng nội dung của thằng do something ấy, thì là do whatever. Tương tự này, nội dung của thằng high order 2 ấy, thì là do something. Vậy tôi hỏi nhanh một câu này, mời bạn Nguyễn Văn Trung. Trong cái ví dụ này, thằng nào là higher order function? Em thấy là thằng higher order, higher order. Mỗi thằng higher order thôi à? Higher order cả do something ạ. À, do something. Vậy ta nhìn này, góc nhìn này. Trong cái ví dụ này, đứng từ higher order thì nó là higher order function. Callback của nó chính là do something. Nhưng đứng ở góc nhìn của do something thì do something lại là một cái higher order. Thằng do whatever là cái gì đấy? Là một cái hàm mà nó trả về. Đúng không? Không bách đó. Thì các bạn chú ý các điểm như vậy. Rồi, cái này các bạn tự chạy. Dễ, không cần chạy. Rồi, ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy là về mặt định nghĩa là như vậy nhá. Thế còn trong thực tế này, trong thực tế bây giờ nó giải thích về một cái thằng là thằng for each. Ở đây tôi có một cái mảng là mảng number, mảng này với 4 giá trị 1, 2, 3, 4. Sau đó tôi định nghĩa một cái function có tên là sum array. Sum array. Cái function này có cái tham số hình thức là arr. Có nội dung nhé. Cái function này có nội dung là cái gì đây? À, nó có định nghĩa một cái callback function. Callback function. Bạn chú ý nhé. Nội dung của cái thằng sum array đang là một cái đoạn định nghĩa callback. Một định nghĩa bên trong của nó có định nghĩa một cái biến là một cái hàm này. Sau đó này, nội dung bên trong của nó tiếp tục có một cái đoạn gọi là for each. À, các bạn còn nhớ ở bài hôm trước đã làm quen rồi. Arr này, lúc này là một cái tham số hình thức. Tham số này là một mảng mà gắn với bài toán mảng, chúng ta có bài toán về duyệt mảng. Trong số phương thức duyệt mảng hôm trước, chúng ta có cái phương thức là for each. Vậy thằng arr đang gọi ra cái phương thức for each của nó, mà đối số của nó là một hàm khác. Vậy bạn nhìn thấy này, cái thằng arr đang duyệt các cái giá trị bên trong của nó để làm gì? À, để tự động nhé, truyền vào bên trong thằng callback function. Thằng này sẽ thực hiện nhận giá trị từ for each để thực hiện thì tính toán tổng, và cuối cùng sau khi kết thúc vòng lặp này nó sẽ trả về cái biến tổng. Các bạn có hiểu cái đoạn này không? Các bạn có hiểu cái đoạn này không nhỉ? Nếu mà viết lại nhé, nếu mà viết lại cái đoạn này, à thôi chạy cái đoạn này trước nhé. Higher order, chạy lại cái chỗ này. Còn cái chỗ nào ở trên chưa khóa không nhỉ? Cái này. À, nó trả ra kết quả là 10 nhé. Bây giờ này, tôi viết lại để các bạn dễ hình dung ra cái chỗ này nhé. Khóa cái này vào. Đó, for kia chẳng qua là cú pháp lặp thôi. Ta có thể dùng là for. Các bạn nhớ bài trước hôm trước chúng ta for gì nhỉ? Last item of
ARR. Đấy, cái đoạn for x tôi có thể dùng cũng for up để thay thế. Thì ra chúng ta đang gọi một cái việc ở đây là callback truyền vào đây là item. Thử chạy thằng này xem kết quả nó có cái gì không? Không khác gì nhau, vẫn thế. Hay là tôi viết bằng một cú pháp khác này. Bạn có thể viết theo cú pháp truyền thống. Đó là cái gì? For less y bằng không y nhỏ hơn arr chấm len y cộng cộng. Bạn gọi là callback function của cái thằng arr y. Kết quả vẫn thế, không đổ. Đó. Nhưng nó có hai cái là thay cho viết cái cú pháp dài dòng như thế này. Thì thằng JavaScript nó có cái cú pháp tự cái thằng for each này nó lấy giá trị và nó truyền vào cái hàm, nó được gọi là hàm callback. Thì trong trường hợp này ARR của chúng ta là cái tham số hình thức. Còn sau đó ở cái lời gọi của cái hàm này ấy, bạn nhìn thấy number mới là cái tham số thực sự. Và number chính là cái thằng mà sẽ làm gì đấy? Thay cho ARR bên trong nội dung của hàm đang định nghĩa. Nên các bạn nhìn thấy rõ ràng là tôi định nghĩa một cái hàm callback. Hàm này có một cái tham số là element. Nhưng ở cái phía gọi của cái hàm này, cho thấy là không cần phải truyền vào. Đó. Không cần truyền vào, nhìn thấy không? Do nó tự động nhận giá trị từ thằng for each truyền vào bên trong. Đó là một cái ví dụ các bạn cần lưu tâm nhé. Bởi vì phía sau chúng ta có rất nhiều cái cú pháp sẽ gọi như thế này. Đương nhiên nhé, để hiểu được lý do vì sao mà thằng for each này vậy truyền được vào giá trị bên trong thằng này, thì các bạn search cái rồi. For each. Ở bài sau chúng ta sẽ làm quen với cái định nghĩa là prototype. Đây, bạn phải nhìn thấy cái cú pháp của for each nó như thế này này. Đấy, không phải tự nhiên nó truyền đâu nhá, thấy chưa? Do cái cú pháp của for each nó có cái đối số, có tham số là element đây này. Cái element này sẽ được tự động truyền sang đây, do nó thay thế vào cho ta lúc này là cái thằng callback ấy. Hay nói cách khác này, cái dòng mà chúng ta đang nhìn thấy đây này, thực chất nó được viết lại như sau, tương tự như thế này ấy. Nó viết lại như sau này: arr chấm for each element callback element. Đấy, thực ra ấy, bạn hình dung ra nó dạng như thế này. Thằng for each sẽ lấy mỗi một cái element từ mảng để gọi vào, truyền vào cho thằng callback. Đấy, thì chẳng qua nó là một cái cú pháp mà đang ẩn đi cái phần định nghĩa này, do chúng ta đang gọi mà. Bạn đang gọi cái hàm for each này là cái hàm viết sẵn của mảng, dựng sẵn của mảng. Nên chúng ta thấy rằng nó đang che giấu đi phần định nghĩa. Nhưng thực ra là đang truyền cái thằng element vào cho thằng callback. Có ai hỏi gì cái chỗ này không? Thì ở dưới thì nó cũng nói, nó mô tả lại này này. Nó bảo là cái ví dụ ở trên thì thực ra có thể được viết lại như sau. Đó. Nó diễn đạt cái thằng lại thằng callback thôi. Chúng ta diễn đạt sâu ra thì chính là cái ví dụ mà tôi vừa diễn đạt. Đấy. À, ok. Rồi, tiếp theo này. À, chúng ta sẽ đi làm quen với một loạt các cái hàm nhá. Trong JavaScript được dựng sẵn mà nó có tính chất callback. Các bạn lưu ý đây là hai hàm sẽ được dùng rất là thường xuyên. Trong JavaScript, chúng ta có thể thực thi một số những hành động
trong một cái khoảng thời gian chắc chắn, hoặc là chúng ta có thể lập lịch để chờ trong một cái khoảng thời gian thực hiện một hành động nào đó. Chết, ta làm quen, ở đây nó giới thiệu là có hai hàm, là set interval và set time out. Set interval chính là hàm được sử dụng để thực hiện, thiết lập một cái khoảng thời gian nào đó mà chúng ta thực hiện, lặp lại, thực hiện một hành động nào đó. Nó giải thích này, trong JavaScript chúng ta thường sử dụng cái hàm higher order function có tên là set interval. À, vậy set interval chính là một cái hàm thuộc loại higher order function. Hàm này sẽ thực hiện một cái hành động, một số hành động liên tục với một cái khoảng thời gian được định sẵn. Nó giải thích này, cái hàm cái phương thức toàn cục set interval này sẽ nhận cái đối số vào chính là một callback function và một cái khoảng thời gian. Vậy là nhìn vào ví dụ luôn. Đó, nhìn vào ví dụ này. Ở phía trên nó định nghĩa một cái hàm có tên là một cái phương hàm có tên là say hello. Nội dung là in ra cái dòng chữ hello. Phía dưới nó gọi ra cái hàm này. Vậy bạn thấy cái hàm này chính là một higher order function được dựng sẵn. Nó truyền vào một cái đối số là cái thằng say hello. Say hello. Vậy say hello này trong trường hợp này chính là một callback. Nhưng bạn để ý cái con số này này. 1000. 1000 ở đây là 1000 millisecond. 1000 milliseconds ấy chính là 1 giây. Vậy hàm này nó sẽ thể hiện này. Cứ mỗi 1 giây. Tôi giải thích ý nghĩa nhé. Cứ mỗi 1 giây thì gọi lại hàm say hello. Rồi nên thử chạy xem cái hàm này ra cái kết quả gì này, mời các bạn nhìn này, ngắm này. À, bạn thấy này, do cái nội dung của nó ấy, bạn nhìn thấy con số này tăng này này. Nhìn thấy không? Nhưng mà để này các bạn khó nhìn đúng không? Tôi sửa lại cái hàm này. Say hello như cộng thêm một cái thôi, chưa muốn cái vòng lặp thì so random, một cái random cũng được đúng không? Console. Do cái nội dung của hàm nó đang giống nhau nhưng các bạn không nhìn thấy, nó hiển thị ra khác nhau mà. Console log mess chấm random có thể nhân với 100 sinh ra cái số ngẫu nhiên trong khoảng đây, các bạn nhìn thấy. Đấy, tôi chạy đấy, các bạn nhìn thấy nó đang có chạy khác nhau. Còn để như lúc nãy ấy, thì nó có chạy ấy, nhưng bởi vì cái nội dung của nó giống nhau, đây là cũng là một cái lưu ý để các bạn nhìn lại nhé. Do cái nội dung của cái lần gọi này giống nhau á, chứ lại hiển thị ở dưới dạng đây này. Đó, nó như bộ đếm thời gian. Bạn mà muốn cái con số này nó lớn hơn thì cái thời gian hiển thị chạy ấy, nó lâu hơn. Tôi lấy ví dụ bây giờ để không phải để 1 giây nữa. Để là 3 giây nhé. 3 giây thì là 3000 millisecond. Bạn nào muốn làm tròn giống hôm trước thì gõ đây. Mét.long. Tôi để đến 10 thôi. Này. Đấy, bạn nhìn thấy nó lâu hơn này. Nó cứ 3 giây 1. Đó, nhìn nhá. Đó. Vậy cái hàm này được ứng dụng ở đâu đấy? Hàm này được ứng dụng ở đâu đấy? Các bạn còn nhớ cái ví dụ hôm trước của chúng ta ấy. Tôi mở ra một số ví dụ hôm trước mà đã gửi cho bạn nhé. Hình như đây tôi có chưa gọi được. Đây này. Ví dụ như bạn có thấy là trong cái ví dụ về counter, tức là ta xây dựng một cái chức năng là cái thằng này này. À, tất nhiên cái thằng này thì nó là do chúng ta counter bằng action nhé, chứ không phải counter bằng bộ đếm tự động.
có cái ví dụ về đồng hồ đâu. Đây tôi có định ở à đây cao rao không biết có phải này nhỉ, bạn nhìn thấy ở đây nhá, nó đang thực hiện việc cao rao này, tại sao nó lại lặp lại và nó thay đổi được cái giá trị này. Tôi nhìn vào cái trong cái đoạn code của nó, nhìn vào trong cái đoạn code của nó nhé, cái đoạn đây, bạn thấy chắc chắn là nó phải có cái hàm này, nó tự động cái việc lấy cái giá trị hiện tại, sau đó nó mỗi một cái một giây nó lại giảm cái giá trị này đi, nó lặp lại, đó bạn thấy đấy, áp dụng của nó ở đấy, set interval được sử dụng để lấy giá trị và giảm giá trị của cái thằng mà sau này nó sẽ làm quen cái cách thức tác động vào cái giá trị của DOM ấy. Bạn nào còn nhớ hôm trước thì có thể hoàn toàn tự viết lại được. Đó, đó, đó là ý nghĩa của Inset Interval. Hay là ở đây chúng ta còn một cái ví dụ khác về cái thằng Slider này. Slider này như mình đang không để chế độ tự động. Cái nào ấy mà có cái kiểu là slider tự động chạy nhé các bạn nhé. Sau một khoảng thời gian bao nhiêu đó thì mới thấy sự xuất hiện của interval. Còn cái slider tôi đang chạy đây là do tôi phải kích hoạt bằng sự kiện của người dùng thì không có nhé. Trong cái đống ví dụ này có thằng nào tự động chạy không nhỉ? Slider này không biết là có nào. Cái này không phải, cái này là do mình tự động. Đó, thôi, biết được một ý nghĩa của cái thằng interval như thế là ok rồi. Sau này chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng nó xong. Tiếp theo này. Vậy ý nghĩa của set interval có nghĩa là nó thực hiện lặp lại một cái callback function sau một cái khoảng thời gian chúng ta chỉ định. Bây giờ ta làm quen với một cái phương thức khác. Phương thức này có tên là set timeout. Trong JavaScript, chúng ta sử dụng cái hàm thuộc loại higher order function có tên là set timeout để thực hiện một hành động ở một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Ở một cái khoảng thời gian nhé. Tại một cái thời điểm nào đó trong tương lai. À, set timeout này tương tự sẽ có đầu vào là một callback function và một cái duration. À, duration này cũng là một cái khoảng thời gian là tham số. Nhưng mà chú ý này, cái duration này nó khác cái ở trên cái là cái gì? Nó giải thích. Duration này được tính với đơn vị là milliseconds, millisecond đấy. Và nó làm nhiệm vụ là yêu cầu callback sẽ chờ, các bạn chú ý cái từ wait, một cái khoảng thời gian nào đó mới được thực hiện. Cái thằng ở phía trên tức là cứ mỗi một cái duration nào đó thì nó thực hiện lặp lại cái hành động đó. Nhưng mà cái thằng set timeout thì nó mang ý nghĩa là hãy chờ tôi bao nhiêu millisecond thì mới thực hiện cái hàm này. Rồi bây giờ chạy ví dụ để hiểu ý nghĩa này. Tất nhiên nhé, tôi đang để con số là 2 giây, tôi để con chỉnh con số này lâu lên một chút, 5 giây nhé. Bây giờ các bạn nhìn thấy tôi mở cái chương trình này ra này, các bạn chưa thấy nó chạy đúng không, chưa thấy nó chạy à, bây tôi F5 lại các bạn nhìn nhé, 1 2 3 4 5. Chúng ta có ra lệnh thực hiện nó, gọi nó, nhưng mà phải 5 giây sau mới thấy cái nội dung này được chạy. Do cái hàm này mang cái tính chất là chờ 5 giây thì sẽ thực hiện thằng say hello. Chờ 5 giây nhé thì thực hiện thằng này. Vậy sau này cái việc áp dụng cái hàm này hay hàm set interval vào trong những cái bài toán dạy như là slideshow tự động chạy
các bạn sẽ thấy bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu ý nghĩa của hai cái này thôi, chúng ta sẽ làm quen với những cái ứng dụng cụ thể, ví dụ cụ thể mà có sử dụng hai cái này sao. Bạn hiểu tôi cái tính chất, các bạn hiểu tôi cái tính chất là ok rồi. Rồi, thế còn cái nội dung còn lại phía bên dưới của cái bài về higher order function này là người ta đi giải thích một loạt những cái hàm phía bên dưới mà chúng ta sẽ sử dụng. Trong đó có những hàm như là for each, rồi thì hàm map, những cái phương thức dựng sẵn ấy. For each thì vừa rồi chúng ta làm quen rồi, và ở bài trước về mảng đã làm quen rồi, đúng không? Thì không nhắc lại cái này nữa nhé. Chúng ta làm quen với thằng map, làm quen với một số bài hàm thôi. Sau đó ta sẽ làm bài tập các bạn. À, map là một cái phương thức mà ta dùng để lập, để duyệt đấy các cái phần tử của mảng. Đó, nhưng mà nó còn một ý nghĩa là modify. Cái thằng for x ở trên chỉ là duyệt thôi, nhưng thằng này là duyệt các cái phần tử của mảng và có thể là modify các cái phần tử này. Đầu vào của nó là một cái callback function, nhưng đầu ra của nó nhá là cái thằng map này này, nó trả về một mảng mới, trả về một mảng mới. Rồi bây giờ để dễ hình dung, chúng ta cùng nhau xem ví dụ. Ở đây bạn nhìn thấy này, ý nghĩa này, number chúng ta là một cái mảng, number ở đây là một mảng, number sau này có thể là một cái kiểu dữ liệu khác bạn nhé, mà nó thuộc về cái dạng là iterate, có nghĩa là nó có thể duyệt đấy. Trong trường này thì nó là một mảng. Mảng này sẽ gọi ra cái phương thức map. Phương thức map này là cái phương thức thuộc cái loại higher order function. Đối số của nó truyền vào là một cái function. Đối số truyền vào là một function. Sau này bạn không thích viết kiểu này, bạn có thể viết cái kiểu như sau. Đấy, bạn có thể viết lại như sau. Wow. Và bạn gọi nó vào đây như thế này, thì chẳng qua cái thằng này là nó truyền trực tiếp cái việc định nghĩa hàm vào bên trong đây thôi. Đó, truyền trực tiếp nhé, vào cái này vào. Thế thì thằng này sẽ làm nhiệm vụ gì? À, các bạn phải hiểu cái từ map đây này, mình vẽ ra. Đây là cái thằng number. Nó có giá trị 1, 2, 3, 4, 5. Thằng phía dưới là cái thằng number square. À. Bạn tưởng tượng này, nó là cái kết quả trả về từ thằng này. Vậy, nó sẽ tiến hành này. Map có nghĩa là ánh xạ 1, 1 đấy, cứ một giá trị ở đây sẽ được đưa vào cái này, và nó trả về tương ứng một cái giá trị mới. Một bình phương thì là 1, 2 bình phương thì là 4, 3 bình phương là 9, 16, 20. Đó, vậy vai trò của thằng map là nó lấy giá trị của từng phần tử từ cái mảng number, nó chuyển cái giá trị này thông qua callback để trở thành cái giá trị bình phương, và giá trị mới này được trả về để lưu vào bên trong cái mảng mới number square. Tôi vẽ cái màu sắc khác thì bạn nhìn lại cái chỗ này. Mm-hmm.
Đấy, map thì mang tính chất là ánh xạ cái này từ cái kia đấy. Tức là tương ứng với cái này thì sẽ là một cái khác. Trong trường hợp này là tạo ra một cái mảng mới có phần tử ở vị trí này tương ứng bình phương với cái phần tử ở cái mảng đang được chọn. Thì đó là cái phương thức map. Rồi tiếp theo, chúng ta sang xuống cái phương thức phía bên dưới. Reduce. Các cái phương thức mà được trình bày ở cái ba dấu thăng này. À, reduce thì cũng làm nhiệm vụ đó là nhận vào một cái callback function. À nhưng mà bạn thấy này, cái cụm này nó có mấy từ tiếng Anh mới, cho đọc ý nghĩa của nó. Bạn xem một số cái cụm tiếng Anh mới nhé. Bạn thấy cái từ ở đây nó một cái từ nữa. Đọc chính xác cái từ này là cái gì? Reduce takes a callback function. Accumulator. Accumulator nhé. Nó dịch ra là tích lũy. À, nó thực hiện một cái việc là cái gì đây? Đầu vào là một cái giá trị bao gồm cái gì đây? Cái giá trị hiện tại, giá trị ban đầu thì là tùy chọn nhé, làm tham số. Và nó cứ thực hiện cái việc tích lũy để mà thực hiện một cái một loạt các hành động gì đó. Nhưng cuối cùng nhé, nó chỉ trả về một giá trị thôi. Vậy đây nó có một cái đặc điểm gần giống cái thằng trên ấy. Có nghĩa là nó cũng duyệt cái phần tử của mảng, nếu mà trong ví dụ về mảng. Nhưng mà cái kết quả trả về của nó không phải là một mảng, mà kết quả trả về của nó chỉ là một cái giá trị đơn thôi. Single value. Bây giờ nói cái này thì nó khó hình dung, nhưng mà tôi chạy ví dụ này các bạn hình dung ra luôn này. Đó. Nó làm nhiệm vụ gì đây? À, nó làm nhiệm vụ như sau này. Cái thằng sum là cái kết quả của thằng hàm reduce. Thằng reduce này sẽ tiến hành lập cái thằng number ấy. Lập cái thằng number để làm nhiệm vụ là duyệt từ cái phần tử số 0. Duyệt từ phần tử số 0. Hiện tại chúng ta không nói gì nhé, nó duyệt từ phần tử số 0. Và thứ hai nữa là cái giá trị khởi tạo ban đầu ấy, gọi sẽ lấy bây giờ hiện tại đang gắn bằng 0. Sau đó nó lần lượt nó thực hiện cái việc cộng dồn nhé. Cộng dồn cái giá trị này vào và trả về cho ta kết quả là tổng của tất cả các phần tử trong mảng number. Cho nên cái kết quả của thằng này này in ra là 15. Một số bạn, ví dụ như nếu mà nhìn vào cái hình này mà không hiểu được ý nghĩa của cái phương thức vừa rồi, các bạn có thể gõ cái cụm từ là reduce methods. Các bạn gõ cụm từ là x lên. Đó là cách làm nhé, tôi lại nhắc lại. Khi mà làm quen với những hàm này, các bạn chưa hiểu được cái ý nghĩa của nó, thì các bạn có thể search cái ví dụ để nó giải thích bằng cái giao diện đồ họa. Đó là một cách. Cách thứ hai, các bạn vẫn chưa hiểu, thì các bạn cứ làm cho tôi một cái việc nhé. Nếu mà nhìn vào đồ họa của nó có giải thích ở phía dưới đây rồi này.
mà chưa hiểu thì các bạn sửa cho tôi giá trị, giả sử không biết gì đi, sửa giá trị. Ví dụ thì tôi thử sửa cái giá trị này về 20 chẳng hạn. Nó thử xem kết quả, quan sát. À, nó trả về 35. Vậy lúc nãy nhé, khởi tạo từ 0 thì trả về 15. Mới khởi tạo từ 20 thì nó trả về 35. Vậy nó chính là 20 cộng thiếu này. Vậy đây là giá trị, chúng ta hiểu đây là giá trị khởi tạo. Giá trị khởi tạo. Vậy đến đây một số bạn chưa hiểu rõ được hai thằng là ACC và thằng là current đúng không? Thì một là ta nhìn vào những cái ví dụ mà đang giải thích infographic ở đây này. Nó sẽ giải thích cho ta cái những cái trường hợp tổng quan nhé. Vậy bạn nhìn thấy nó có giải thích này. Thực ra của thằng review ấy, nó chính là một cái function có dạng như này này. Đúng không? Dạng này là cái gì? Một, thằng sum là cái thằng tương ứng ở vị trí bộ lọc bây giờ ấy. Thứ hai, number là cái giá trị đang cộng dồn. Number chính là cái giá trị đang cộng dồn. Vậy thì nó đang thực hiện một cái việc đó là gán cái giá trị khởi tạo cho thằng sum, sau đó cộng dồn với thằng number. Vậy tương tự đây ta nhìn thấy này. Nó gán giá trị khởi tạo cho thằng ACC này. Chính là cái bằng thằng 20 này. Sau đó nó cộng dồn với thằng current. Current sẽ tương ứng với các cái phần tử được lấy ra từ đây này. Do nó nói ở đây là cộng dồn này. Vậy nếu như nhé, bài toán ở đây không phải là phép cộng. Bạn ấy muốn tính cái phép nhân tích lũy đi. Thì bạn chỉ việc sửa cái ở đây dấu cộng thành dấu nhân. Tôi sửa này thành 1 nhé. Vậy bạn thấy nó nhân tích lũy này. Kết quả cuối cùng nó ra cái gì đây? À 120. Vì sao? Vì nó tiến hành này. Đầu tiên là ACC này được gắn bằng 1. Sau đó 1 này tiến hành nhân với thằng đầu tiên là 1 thì vẫn bằng 1. Sau đó tiếp tục nó lặp lại cái quy trình 1 đó là giá trị mới. Đúng không? Nhân với 2 bằng 2. 2 nhân với 3 là 6. 6 nhân 4 là 24. 24 nhân 5. 120. Đó là ý nghĩa của thằng reduce. Bạn nhớ, nó chỉ trả về một giá trị đơn thôi. Nó trả về một giá trị đơn. Như vậy nhắc lại. Rồi, tôi kết thúc cái phần nội dung liên quan đến object và function higher order tạm dừng ở đây. Các bạn hoàn thành cái việc củng cố kiến thức bằng cách xem một số cái nội dung còn lại giới thiệu về các hàm như là every, hàm sum, vân vân ở phía dưới. Và ta làm hai mấy phần bài tập ở cuối của hai cái file đó để ta củng cố kiến thức. Nếu mà có thắc mắc thì tôi nghĩ rằng là các bạn đang còn cái vướng mắc ở cái chỗ higher order function và cái cách viết ấy. Thì để hiểu sâu được cái chỗ này các bạn phải code lại thôi. Cho có câu hỏi gì không? Một cái nữa đó là các bạn có thể phân tích cái đoạn code mà ứng dụng vào thao tác với DOM ở cái bài countdown timer ấy để người ta hiểu về cách sử dụng một số cái phương thức ở đó. Chúng ta có câu hỏi gì không? Rồi, nếu không thì mời các bạn nghỉ trưa nhé.